tác vụ của củ ceramic nha anh em nhá. Đây là chưa, đây là còn chưa củ mà khi mà đã đánh bóng xong mà cái độ bóng nó đã như này rồi. Em ở ngoài thật ra nó đây ạ. Tôi không phải, đây là cái hình ảnh phản chiếu sau cái lớp bề mặt sơn rồi khi sau khi được xử lý cái độ bóng. À, đánh bóng xong thì nó cái độ tăng cái độ bóng lên mà anh em đã nhìn thấy nó rõ như thế rồi. Mà sau khi mà được trang bị ngay một cái lớp phủ ceramic này nữa để bảo vệ cái bề mặt sơn nữa thì nó còn bóng hơn nữa và có độ sâu hơn nữa anh em nhá. Thì đây là chiếc Range Rover thì bên em đang nhận để tiến hành phủ lại toàn bộ bảo vệ cho những bề mặt sơn xe này. Đấy, anh em thì có rất là nhiều cái giải pháp. Thứ nhất là anh em có thể dán PVF bảo vệ bề mặt sơn xe này. Thứ hai nữa cái chi phí tiết kiệm hơn và có hiệu cũng vô cùng là hiệu quả, đó là phủ ceramic bảo vệ bề mặt sơn xe. Với cái hai cái nó sẽ có tác dụng khác nhau, nhưng mà với cái chi phí nhỏ hơn mà anh em muốn bảo vệ và cái xe của mình luôn bóng thì anh em có thể dán có thể phủ ceramic nha anh em nhé. Thì với cái gói ceramic em đang sử dụng để phủ cho chiếc xe này đó là sẽ là ceramic của GB. Đấy. Đây anh em này. Với chiếc xe này sẽ phủ nó khoảng 2 đến 3 lớp và cái chi phí thì rất là hợp lý rồi, chỉ hơn 10 triệu rồi là đã phủ xong toàn bộ bộ mặt bề mặt xe này. Và đây là thợ bên thôi em đang đánh bóng lại toàn bộ cái bề mặt sơn xe thì anh em có thể thấy đây. Đấy, sau khi mà xử lý bề mặt sơn xe. Đây anh em có thể thấy rõ nhất là đấy đây. Đây là cái bề mặt mà đang xử lý thì anh em thấy là độ trong nó hơn. Và cái bề mặt đây là chưa xử lý, anh em có thể thấy là nó mờ cái sơn sau đi lâu ngày là nó sẽ bị ảnh hưởng. Đấy, sau khi xử lý xong thì độ bóng và độ trong nó sẽ cao rất là nhiều. Đấy, và để hoàn thiện cho một chiếc xe này thì phủ hoàn thiện cả đánh bóng và phủ thì theo rơi khoảng độ 2 ngày cho anh em để đảm bảo cái phần chất lượng phủ tốt nhất và xử lý bề mặt sơn đạt yêu cầu và hiệu quả tối ưu nhất cho chiếc xe này. Đấy, còn anh em nào mà muốn phủ ceramic hoặc là đang muốn dán PVF đến ngày với Akala Thái Nguyên anh em nhé.